Ok, hôm lên em. Nay chơi thử một con game mới. Còn game gì tôi cũng chưa biết nữa. Nhà phát hành họ mới gửi kỳ qua. Để tôi ạ thử rồi vô chơi luôn. Đây là tin nhắn là bình thường thôi. Sẽ đọc. Ồ, bắt gõ 3-4 cái captcha nữa. Mà anh em nào muốn thì cứ gõ lại đi. Tại vì kỳ này nó chỉ xài một lần thôi. Game có tên là Island. Game này hình như giá có 10k trên Steam mấy giờ. Alien à. À chơi chữ hình như là của AI trí tuệ nhân tạo nhưng mà người ngoài tin đó. Đây. Tranh thủ cải luôn. Tải rồi thì trong lúc chờ nó tải thì chúng ta nên lướt lướt trang tem phép còn sau. Hay là ô game mới được có một đánh giá gì ta cũng khá buồn cho đẹp đó đâu game cũng ra mắt cả tuần rồi nếu như ai cho như thế này thì tôi nghĩ là game này một người làm rồi một người đó tự phát hành luôn follow cũng hơi ít chỉ có 28 thôi giá game bây giờ thì tôi nghĩ là chắc có 1 đô á nhà phát hành cũng để mức rất là thấp rồi trước đây là tác phẩm đầu tay của anh ấy thôi hầu không cũng có rất nhiều game là hầu hết đều là giá giá rất là dễ chịu gì luôn tuy nhiên với cái số lượng như thế này thì rất khó đặt niềm tin vào chất lượng được nên tôi cũng chơi có kỳ nhưng tôi cũng chơi khách quan cái mà TGA với AGS thì tương lai sau ngày 20 tháng 11 thì nó không còn hỗ trợ giá dùng rồi đó sẽ được đẩy qua hai cái giá dùng mới game này lúc mới ra mắt thì chỉ có 10k thôi giá chỉ có 1 đô thôi rồi giá đô à không tới 1 đô 10 đô anh em nào thích sưu tầm game thì cứ mua vô chơi cũng được còn chất lượng game thì tôi phải chơi mới biết được nhưng mà trước mắt thì cũng hên xui lắm coi thử trả lời con sao hả nhìn thấy hình cũng ngầu đét á tên tuổi thì cũng chơi chữ rất là chất lượng luôn ai kết hợp với lần ô animation nhìn quá là thô luôn nha cái dáng đi này chắc lấy là trên Maximo này chứ cái bộ áo giáp mà nó cong cái vòng eo như thế này là không ổn rồi thì chắc cũng chơi nhanh gọn tí thử coi game chất lượng sao đã cái mà vàng thì cộng bên trái nhưng mà cái ép thì cộng ngay sáng quái luôn đáng lẽ cái ép cũng nên để bên đây luôn đi đó. Khi hạ gục quân địch nè cái bôi gấp tinh như thế này thì cũng tạm ổn ok cũng được đây chúng ta có vàng medkit lựu đạn và cái gì đó chắc là đạn dược hay tài nguyên gì đó bên đây là chắc là thực phẩm quá có hỗ trợ mà control rất là đầy đủ chính chuông nha nhưng mà chắc đôi chơi phím chuột thôi ô hình như có AI đi theo mình nữa kìa ô nhạc độ có hiệu ứng bay vô rất là chính chuông nè mở cửa à tính năng tương tác thì cũng vẫn làm cũng khá là tốt đấy á nhưng mà chơi lâu game thì thực ra là không có gọi là chơi lâu nữa chỉ là một cái đoạn gameplay cắt ra đăng lên cũng thôi 2 phút mấy kiểm tải xong chưa ok vô thử bật thử FPS lên coi nó hoạt động hiệu quả mà sao nó miễn thị ta ồ quá nặng rồi game nặng quá rồi cái game này là hoàn toàn không có tối ưu luôn á là full load con GPU của tôi mà chỉ có 80 FPS à Gedit cũng chưa có để luôn à có nè hơi lâu nó chạy từ từ tôi nghĩ là cách dòng hơi bị quá xa rồi đó. Rồi ok, vẫn là tên tuổi nhà phát hành, nhà phát triển thôi. Rồi giới thiệu nhân vật. Hôm nay mình sẽ học hỏi từ thanh niên Black này. Thì gia nhập những quân đội này, đây là Kubo Mini. Đó, nó sẽ cảnh báo và phát ra tiếng kêu vậy đó.
Ok. Tốc độ chuột thì hơi cao. Không có setting hả? Đây là cái hướng dẫn điều khiển của chúng ta. Và nhấn Escape lên mới coi được. Nhắm là chuột phải, bắn là chuột trái, đòn tấn công cận chiến thì ép tương tác là gì đó tàn. Đây là sử dụng medkit. Rồi 1 2 3 4 phát ra. Rồi ok, coi như là điều khiển tương đối cơ bản, có điều FPS hơi thấp. Chắc đội lock nó lại 60 luôn cái đập. Chứ để thấp như thế này không phải cái này. Rồi, ok chưa? Về 60. Cái gì? Sao game này được mở liên kết ra ngoài nữa? Tốc độ chuột nhanh quá. Oh. Cảm giác bắn đầu cũng rất là đã chứ. Lúc gì tôi quên mất tiêu rồi. À lúc nghe. Mở cái cửa ra. Rồi ok. Cái này hơi chóp vá nè. Rồi. Hai nhân vật này tôi chả phân biệt được luôn. Đưa cho ta vũ khí tốt hơn. Mình mất một camera rồi. Rồi. Giết quái thì nó sẽ có cái gương mà mình cứ lụm nó thôi. Cái này là lắp lại lên đây rồi. Trái phải anh ơi. Tôi nghĩ thiết kế gì thì chắc đi bên trái đi. Đi có gương, có gương. Cái gì? Con cóc bắn đồng đội không? Tôi bị kẹt rồi. Đấy. Bị kẹt rồi, rồi ra được rồi. Rồi ok, được cái dấu chép gì đó. Hết đạn anh ơi. Không trên không, mua lốc. Hiện tại mình chỉ có hai cây súng thôi. Một cây là súng hạng nặng, còn một cây là shotgun. Game này phải tới U nó mới được. Con máy tôi nó gào cứu được rồi. Đây gì đây? Là xếp game. Để mấy quả cầu này vô để tăng tương tác. Đồng đội là không tác dụng nữa. Tìm thấy một khẩu lát ma giết vào rồi. Dòng cái cửa sổ nhân vật thì mình có thể trang bị được đó. Nhấn nút tab. Ồ. Ngon nghẻo cách đó chứ. Rồi đâu. Weapon. Vũ khí chính. Cái cây này thì không hiển thị số lượng đạn hết ta. Đây, đây mới lượm được cây này đây. Vũ khí phụ của mình hiện đang là cây shotgun. Xài súng lục đây. Tôi khá thích chơi súng lục. Cây Hego này bên phải thì ngon hơn tí. Hai cái chỉ số này hình như là cái kỹ năng của mình á. Phải đủ hai cái đó mình mới mang được. Hiện tại chưa có bộ giáp nào cả. Kỹ năng nội tại. À đây. Nội tại chính của mình. Kinh đao 30 giây, kinh đao 5 giây, tốn 70 năng lượng.
này dạng như cái tường trắng vô không ta, đẩy quân địch ra sao đâu 15 giây tổng cái màn trắng. Con mình nhắn ngon hơn chứ. Lên level có được tăng điểm vô. Kama là trừ 1 rồi. Hồi nãy mình đòi vũ khí thằng sếp của mình. Ổng cây cú. Lụm đi chứ. Cái gì? Tự nhiên mất khúc máu. Đây là phần thích nhất trong cái chặng đường của tôi. Chiến đấu như những con boss, kiểm tra trang bị. Rồi ok. Rồi ok. Cầm ra đi. Đi được vọt 3, 2, 1. Cái súng lục bắn mạnh gì đó hả? 21 viên mà nó cực mạnh luôn. Rồi xài kêu cho số 3 số 4 chưa kịp đụng đồ nữa anh ơi. Cái cửa sổ là cái gì, còn 30.000 vàng. Nó khuyến khích mình nên mua một cái trang bị phòng thủ. Rồi ok. Có một Kama với 10.000 vàng. Do mình lại lục mang sinh anh ấy. Kama là dạng như cái điểm tình cảm hay là cái điểm cộng đồng á. Mình đang có hai cây này. Có bán được không? Bán bớt vài cây đi. Rồi không, chỉ có mua thôi. Cái trang bị đầu của mình đang có là 41 vàng rồi. Vậy thì mua cái đắt nhất thôi. Nhưng mà mang được không đó? Nó có giới hạn cái gì không? Giáp. Thôi. Xịn sò với tôi. 2% XP lần sau. Theo số liệu thì cái này nó ngon nhất. Chân. Mấy cái nội tại này hiện đã cho mình đủ 5 cái luôn rồi. Cái công phu mạnh này không biết nó là cái gì. Súng coi cái nào ngon nghẻ không. Súng thì tôi rất là thích súng lục và hiện tại chỉ có một cây súng lục thôi. Cây này mắc nhất là 10.000 nè. Cây này là súng điện. Cái này lát ma đam nó có 300 thôi. Đam 250, cái này dạng gốc ghép á. 15 20. 15 này là cái gì đó? Thôi mua đi, tiền bạc phù du. Đạn, đạn mua ở đâu? Hiện tại là mình không có cái nào hết, mua. Cái gì? 200 vàng được có 7. Ôi ơi không ổn rồi anh em ơi. Thôi 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 thôi. Cây súng mình mới mua đâu ta? Đây phải không? Băng đạn lên 120, tốc độ bắn 15. Quật, suy nghĩ cái gì? Vẫn thích cây súng lục. Ta cha te à. Ủa sao mình có cái đồ xịn sò vậy? À mấy cái này mình mới mua là nó tự trang bị luôn. Cũng được. Sẽ lấy cái tạo tường để vô số 3 đi. Còn cái súng vụ thì để vô số 4.
Rồi. Ủa, ship game chưa? Gì đây, tự nhiên có bạn giữa gì đây? Sẽ động hệ thống thất bại. Đồ xe can cái gì đây? Nhỏ tiếng rồi, nhỏ tiếng mà. Cái gì? Rớt độ kìa. Giờ này nó quái ông nội đồng đội bắn gì đó. À, không thấy mang thêm mấy chết. Ơi, giật mình. Rồi, những tê hồi máu. Đã lôi chuyện máu mày rồi. Để cái ghế này nên chi không? À, tường ẩn. Nè, nhìn góc này giống đấy. Game giải đố à? Những cái gì đây? Yêu cầu level 2 mới mang được cái gì đó. Nhặt được đạn. Đây này bắn đạn gì ta? Mình còn có 183 viên à. Nếu như con đường này đưa thẳng trước mặt mình thì mình sẽ bay như vậy á. Level 3 cảnh giới mới đi được như đó. Rồi dẫn các cảnh đồ chính chủ á. Cái ông này hướng dẫn viên mà giá gì hỏi à, nó đi với tất cả. Ờ à, không, mình là thằng nãy không có tin nhỏ mắt đôi nữa. Shopping. Ủa bây giờ mình gần như mát này mua cái gì nữa vậy? Vui mất kiếp rồi nè. Mình còn có 5.000 tiền thôi. Nè nó lên được cái này nè. Chỉ số này là cái gì vậy thì tôi không rõ cho lắm. Nhưng mà cái này hơi thấp. Chắc lên đi. Có nhiều tiền mua hết này đi. Đây cái đoạn nãy trong cái trailer nè, tôi nhìn cái vòng não như vòng não nha. À boss, boss nhận. Rồi boss yếu. Rồi hoàn thành cái màn chơi này, sang màn chơi mới. Cái map design này là ấy. Map design này là thiết kế mặc định luôn á. Không chơi AK đâu. Tốc độ chuột nhanh quá à. À để cái như mà một chiều nữa nè. À quên, game không có nút nhảy.
chỉ toàn là vàng thôi. Bắn cái cửa, cửa không có máu nữa. Giết địch từ xa như súng nhắm luôn, súng lục mà bắn ảo ma đó. Kìa kìa kìa, mình được mua súng rồi kìa. Mấy cái này là mấy cái vật thể mặc định trong Unity hay là cái gì đó. Không có chỉnh sửa bất cứ cái gì luôn nha. Không lẽ lại mua cây súng bá đạo nữa. Bả chấm ngang. Tiền như lá mít. Kiếm xanh đi. Kiếm xanh cùi hơn chút nhưng mà nó đẹp. Ủa mình đeo cái gì chưa? Chưa có gì hết. YOLO. Rồi, hết tiền. Để nó ném lũ gãn cả. Rồi, chí mạng luôn. Thanh niên chui vô cái củi nhưng mà cái đục nổ. Ê cái gì? Còn cái này ba thanh niên chui chung cái lọ. Cái này có gương đó không? Không, vô mình tìm thôi. Đứng canh sẵn cửa. Đạp cái xe con ta bay rồi mày. Cái gì cái gì? Cú ghét. Sao máu mình nó không mất luôn đó. Thôi, hết được bọn. Đây đây. Bắt đầu map nó đẹp đẹp lên tí rồi đó. Cây quạt này quay được luôn rồi. Có một cái gương ở đó. Tất nhiên cũng có quái nữa. Đây, coi có cái gì ở đây không? Rồi cái cửa kế bên thì mấy cái gì mới quay cam. Có cái bộ áp set này tôi làm game giải đố không có nghĩa. Cái gì? Cái này bắn mình hả? À cái đoạn này trong trailer nè. Mới lụm được cây súng gì ạ?
À, súng phun lửa của thằng nãy nó bắn mình thôi. Ủa sao đợt này ít tiền quá vậy? Tự tin cái súng lục này tôi giải quyết được vấn đề hết rồi. Ê, ê, ê. Tính ra ông lút 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 trong game thủ thành hết á. Rồi như nãy tôi cũng có con game thủ thành hết vậy. Chọn lấy chính ra chính ra rồi ra chắc mở cái này thì nó mở cửa vẫn thôi. Bắt đầu cắt cảnh đi ở camera và sát bên rồi. Đó hạ cái khung kiếm luôn. Trời ơi, nó làm tốn 10 giây cuộc đời của nó. Chưa kịp lắp cái súng vô đó. Đâu, súng mới lục đâu. Cái này hả? Cái này xài nãy giờ mà. Mua nãy giờ đâu có thấy cái gì ngon rẻ đâu. Cái bên đây nè. Bên đây chắc mở cửa thôi. Mở cửa nãy mình đi qua. Nên tăng cái phạm vi nhặt đồ lên nha. Tại vì phải đi rồi chạm cho đồ. Chắc phải quay cái bàn này nhọc nữa. Đâu có nữa. Cũng chịu mà đầu tư mấy cảnh mà trên hết quét đó chứ. Đi game đi game hài chứ. Nữa không? Có thì giết bao đây. Đi lên. Gì nổ bùm bùm chứ. À. Mua súng, mua súng. Mua giáp. Cứ sang màn mới là mình cứ mua nhiêu đây đi. Khoảng 3.000. Súng chính của mình là Edit chip, súng bộ là súng lục. Tôi vẫn thích chơi bắn cái súng lục mấy game này thôi. Đâu bắn gì? À đây nè. Tốc tốc vô. Máu luôn. Quái ra quái ra. Thả tao gã bắt nhốt luôn đi quái.
luôn lại bài cũ nãy giờ á. Còn chúc mừng chiến thắng tất cả các dòng này, nhận được cái huy hiệu là để trừng phạt vậy đó. Có ai nãy giờ mới là tập trung của mình thôi, bây giờ chỉ sẽ dịch chuyển mình đến thành phố ánh sáng đó. Đây là đã vô game, tải cái súng này không như cũ, tiếp tục là full giáp. Ủa mấy cái này nãy giờ mình mua là tác dụng gì, sao qua mạng nó mất cái gì này, bạn nãy 300 mấy tiền của tôi, mấy cái này nó cũng reset thôi luôn. Vì tiền bây giờ chỉ để mua ba cái này thôi. Con này bắn nó được không? Được luôn. Cái gì trời ơi, cái đồng quái không biết chúng ta đang là đồng bạn như thế nào. Ủa nhiều đó thôi à, nữa à. Chúng xong rồi ra mua giáp, cứ lặp đi lặp lại quy trình như vậy đấy. Rồi mà lắp súng vô, xong rồi chuyển cái nội tại nữa, rồi biến chỉnh quá. Cầm luôn như xuống điện đi cho nó nhanh gọn, đúng rồi. Tiền để được chuyển vào tài khoản của mình. Rồi nói lại y chang cái câu nãy luôn. Ủa hồi nãy đi rồi mà. Đừng nói game bắt đầu nó lặp lại cái quy trình đó nha. Lặp lại là tôi đánh giá tiêu cực luôn á. Con bay bay nãy đâu nè, nãy đâu đây có con bay bay nè,
Thôi bắt đầu cái quy trình nó lặp lại thôi. Thôi ok, game này coi như chúng ta xong tới đây đi. Thật ra là nguyên cái gameplay này chỉ có khoảng là 20 phút chơi thôi, rồi sau đó bắt đầu lặp đi lặp lại cái quy trình như thế. Thà cứ lặp lại cho đi thẳng ăn thẳng rồi quăng một nồi áp xếp vô cũng được rồi, thay vì lặp đi lặp lại như thế này. Chúng ta coi như xong con game này, bye bye luôn, goodbye luôn. Thôi thôi ok, coi như 30 phút cũng được.